Tên 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 Vui quá. xin chào cả nhà nhé. Hôm nay mình có đặt mua được cái nôi cho em bé nha cả nhà. Cái nhà riêng cho em bé. Ngôi nhà bé bé hôm nay mình sẽ đem ra mình gáp. Rồi gáp cái này cũng hơi bị lâu nè, Cái cái này chắc này phải hơi lấy lâu. đồ cắt anh ơi. Được không? Lấy đồ cắt. Em bé có nhà riêng rồi, nhà riêng này mới mốt đi theo ba với mẹ đang quay clip nè. Cấp cho cái nhà riêng. Này gáp dưới giường mình được luôn á, nhưng mà giờ nó còn nhỏ, nó nằm chung với mình. Cái gáp cái nó sao như đây là có cái nồi lắc nữa phải không em? Ừ, Hay quá. hổm là tính mua về, sẽ mua cái này sớm đặng vừa về là cho ra riêng luôn, mà thấy tội nghiệp quá, đẻ ra xong thấy thương quá. Em bé đáng yêu quá cho nên phải ngủ chung với mình. Con nhỏ Bên cho đây ngủ được không? chung Được chưa? Khui bật ơi, còn Lên, cái bên gì đây nữa? còn dính nè ba. Còn hết rồi, đây á. Khui. Ten, đó có cái Wow. niệm luôn. Ôi đầy đủ hết nè, đây đồ chơi nữa Đó, có kìa. niệm, có đồ chơi luôn. Có đồ treo nè. Mua con khủng long cho nó nè. Cái này là cái đồ lót a, quan trọng là cái kia Mấy kìa, cái quay á anh, lót vòng vòng nó. có Mấy cái cái này cung có cần giặt không anh nhỉ? chắc phải giặt qua một cái quay. Cái này niệm sao anh giặt được? Khui ra đây. Cái niệm thì khỏi, giống như cái áo, cái vợ, cái da rồi. À, cái da, cái có cái áo. Cái này bị Anh hút chân xé không rồi, riêng đi. xé luôn nha. Ừ. Cái gỗ này nó cũng không hôi ha. Cái này là cái gì đây, nhiều Cái thứ. đồ để tên đầu, nói chung là mình À, bọc xung quanh đó, dừng đúng nha, rồi. cái đó mì nó cái dung là niệm lót hết. Cho nó không có đụng vô Cái nó này không thì bị niệm đau. lót ở dưới. Cái Cái tấm này đó là niệm niệm gì anh, niệm sơ dừa gì đó, nói là nằm sẽ không bị này, cái gói này, cái gói mì nực thấy chưa, lưng gì á. Ê, cái gói giống cái mì, gói của ở trỏng quá ha. nhưng mà cái này mềm hơn nữa. Thôi cái này để sau ha, Nè, bỏ vô mình đi. gáp xong hết rồi mình phải tới cái này. Gáp cái này cũng hơi cầu kỳ đó nha. Để trên đây đi. Ê, có cái mùng nữa kìa. Cái mùng cái này nó liền nhau hả, nó dính nguyên ê luôn hả. Ồ, nặng lắm anh ơi. Đó Phải không? nè, Cái này với cái này không? Ở cái này là cái miếng để nằm. cái miếng này nằm nằm ở dưới Cái này mốt sau này nó lớn là thành cái bàn học được luôn á anh. dữ dằn à. Xong Cũng rồi có hành. nó phải có cuốn sách hướng dẫn chứ ta. Anh ghi nó Nè, ra kinh ra coi. Chưa, từ ha. từ. Thành cái bàn học được á. Rồi thành cái gì? Anh Kéo khoái dài ra thành cái gáp với giường cái giường mình luôn được luôn nữa. đa năng vậy, Ừ. anh là khoái cái làm thành cái gì, cái lốc lắc á, Nè, cái lúc lắc nó có cái chân, có cái cái bập bên phải không? Có anh thích luôn. cái đó đó. Cái này là đa năng luôn, củi đa năng mà. Đó, một đống Nè, ốc kìa, bánh xe nữa. cái này để lại đi sau cùng nè. Cái gì a à, dán lên nó cho nó đẹp, cho nó thấy hương. Cái ai con gấu con đồ nè, Cái đó là để treo đồ sách chơi á. hướng dẫn nôi củi. Đa năng Trời ơi sao được nhiều quá không? vậy, một đầu giường, hai cuối giường, khung trái khung phải, tấm giường, tấm giữ đồ, mặt bàn, Cái thái miếng tả. này chắc để đặng để cái niệm lên quá. Miếng này nè. Đào lên gà coi miếng đó là miếng gì, tấm chữ đồ. Sao nó không có cái miếng này trong Đó, cái đây sơ nè, đồ này, nè 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 nè. hai miếng này nè, Miếng này nè. tấm giường, Ừ, cái này tấm là tấm giường đúng giường, rồi, tấm tử đồ. cái này là cái đồ chơi, đồ chơi Cái rồi. này là ở trên, đúng rồi, cái đó teo cái này nè, cái bộ này nè. Là vậy nè. Hương chưa, Nghiên cứu xong chưa? Nãy giờ hơi bị lắp khung lâu rồi giường, đó. sử dụng đầu giường, cuối giường và khung trái không phải để định hình nôi. Đầu giường, cuối giường. Đó, nó có cái hình nè anh, đầu giường nè. Cái này là đầu giường, cái này là cái cuối Ừ. giường. Đâu, từ từ. Đầu giường, cuối giường, khung trái, khung phải. Lưu ý lắp đặt khung trái phải để mặt chứa lỗ gắn ốc. Lắp cây chống mùng ra phía ngoài. Nhớ nghe anh. Cái này khung, này khung trước nè. Khung đó là khung đó khung phải. Khung đó khung trái đó. Đầu giường, cuối giường. À, cái đầu giường thì nó có cái hiệu nè anh. Cái cuối giường là cái đó đó, lật ngược. Vậy Đúng rồi,
Đúng rồi. Tay sợ không? Cái tay sợ tay đen á, bóc qua đen thù lùi hết. Được không? Cái này chắc em phải phụ vĩnh với anh quá. Đó, vậy được phải không? Ủa nó lắc vậy nè. Đúng rồi. Đúng rồi. Xong rồi mình muốn không lắc, mình gỡ cái này ra. Ừ, đúng rồi. Xong rồi lắp bánh xe vô nữa. Cái này nó nằm ở đâu vậy? Cái gỗ này cũng nhẹ ha anh hỉ. 16-45. À, cái này là cái bên phải nè anh, mình mở ra mở vô được nè anh ơi. Nó có cái chốt á. Lắp với cái mặt dưới có cái cửa rồi vậy đó. Ừ. Cái cửa đằng mình mở lên mở xuống được á. Anh đang gói gắm với cái bọn này lu bu nè. Chắc nó được này. Không? Nó ghi gì M645 gì đó. M645 là con ốc, không biết con nào tà lư nhau nhiều quá. Để mẹ cầm cho ba ấy đi. Rồi, ghép mặt này trước đi. Nè, ghép mặt lưng trước đi. Nè, ba ghép bên đây đi. Nè. Cũng được. Nè, ba dặn vô đi. Đó, mẹ đưa ngay lỗ vào, ba gắn vô đi. Đó, cái này vô đây. Con trên, con dưới, rồi mấy con giữa, hồi tính sao? Được chưa? Hạ xuống chút, đó, lắm. Gáp tính ra cũng dễ lắm. Nó có cái khuôn sẵn hết rồi. Một con. Ra háng rồi cho nên là mình được tự do nha cả nhà. Mình được đi ra ngoài. Không còn phải ở trong ổ nữa. Nói chung là giờ cũng ít kiên cử lắm. Chung là đi đừng có gió máy quá là thôi. Hồi xưa nhiều. Gió nhiều, nhà không có kính đâu á. Cho nên là mẹ nó hay kiêng ấy đâu á. Sợ gió rồi. Còn giờ nhà kính nè. Cái bên đó em buông được rồi đó. Nè em cặp vô. Bóp giống anh nè. Bóp cái tay. Rồi nó dính nè. Này độ bập bên của nó cũng nhẹ. Không bập bên thì gỡ cái bánh ra là hết bập bên. Thôi mà cái này thấy ấy ha, cái gỗ nhìn nó sáng ha. Gỗ hình như gỗ thông gì vậy em. Không, cái này không có sơn luôn thì phải á. Không có sơn. Không sơn luôn nè. Tự nhiên luôn. Nó màu đẹp quá ha. Mà gỗ này chắc gỗ non ha, gỗ già mà cái màu nó vậy à. Nhưng mà này xài bền á anh nhỉ. Nghĩ gỗ thì chắc xài bền. Nhưng mà đừng để cho nước. Nước. Ừ. Những cái loại gỗ này thường là vậy ạ. Ơi anh ơi, cái này là cũng người ta gáp lại nè. Mình tháo cũng được nè, đúng không? Đúng rồi. Cái này như nó bởi vì mấy nhiều chức năng đó. Ừ. Cái mục đích mình tháo ra cái mình gì thành cái bàn thạo. Anh quay qua đây nè, anh đưa cái cái này cái mục đích chủ yếu là cái nôi đúng không? Xong cái đó mình chế thành biến lại. Thành bàn thạo, thành cái giường ngủ dài. Đó. Một bên. Cái rồi đó nó đứng lại là mình làm được rồi. Đó nè, đứng rồi nè chồng. Cái này là cái mặt trước nè. Anh coi coi cái nào bật xuống được. Ừ đúng rồi, cái kia ở dưới. Cái chốt đặng gài. Cái đó mở cái cửa đó ra đặng mình để đồ vô được. Cái chốt gài là cái này nè. Để tả đồ vô được á. Đúng rồi. Đúng rồi. Quay ra ngoài, đặng mình bật cái này ra ngoài nè. Mình bật cái này xuống nè, mình mở xuống nè. Đúng rồi, nói vậy nè. Đẩy mạnh vô. Đẩy vô này cái cốc vô. Có ngộ gì? Ừ. Đó rồi anh gáp cái đó vô. Cái con này gáp đâu? Chưa chưa. Ở đây nè, đây nè. Ừ. Rồi, bà gáp. À đúng rồi. Bạn nên thiết kế nhiều. Đặng mình mở cái cửa này bật xuống mình nè. Phải suy nghĩ. Mình phải suy nghĩ cái chức năng nó nằm ở đâu. Nhưng mà cái này mình không gáp chung với cái giường của mình được rồi. Tại vì mình không có ngủ giường. Mình ngủ niệm dưới đất á. Ừ. Cái này là nó dùng cho cái giường cao. Giường tầng cao. Có căn vít nữa hả? Tặng đầy đủ bộ. Bị kẹt hay gì vậy? Nó bị chèo hai con ốc nha. Dặn trước đi, đặng mình định hình đó. Đó, thành hình rồi đó. Cũng đơn giản chứ anh tưởng nó từng que. Em bé có giường mới rồi.
Vô đây coi chừng ngủ ngon rồi nha. Không, mình thấy có cái lắc lắc thì thích rồi đó. Cái này nó lắc cái chế độ nhẹ. Để nó phủ đầu này chứ. Cái này hồi mình phải nhúng cái dĩa lao lao như... lại em. Máy bào cái màu mọt ra nhiều nó quá. Nó có bột. Bột là cái này mọt như cưa. Phụ nữ cũng gáp được thôi. Ba dặn chặt chặt đó nha ba. Dặn chặt luôn phải không? Anh tính gá định hình nó chứ. Thôi cái... ba dặn chặt luôn đi để thôi rồi con nó nằm. Quên phải không? Nó nằm lâu ngày lúc lắc á. Dục à. Ôi ba dặn chưa có cái nào mà nó. Chưa mới định hình chưa có chưa. Ngồi bắt công nữa dặn cứng luôn đi. À nãy nó dặn định hình trước mà. Ừ nó không có. Kèo hả? Nó không có vô khớp như vậy. Có mấy đứa cháu nó về nó chơi. Kẹt chân nữa rồi. Chơi kẹt chân tối ngày. Hôm qua thì hôm bữa hôm thì gạch dập chân. Hôm qua cái bữa thì gạch của mình á chắc một đống. Bể hai dập đứa chân. Hai đứa ghen gà ghen vườn hồi dập chân. Sợ mấy anh này luôn. À, cái nào ta? Cái nào tầng dưới, cái nào tầng trên ba? Cái tầng nào nằm là cái miếng thân cứng á. À cái miếng này nằm nè. Cái miếng này là miếng để đồ nè, phải không? Ừ. Nhìn coi, nhìn coi. Trời ơi, chảy máu hai đường luôn ơi, rồi. Sao? Cái miệng nó vô miếng, két vậy. Cái miếng nhỏ này là biết gì không? Cái bàn để thay tả. À. Kỷ mốt hành bàn ăn. Rồi bây giờ cái này là tấm chữ đồ, cái này là tấm giường. Sao rồi Hiếu sức móng à hả Hiếu? Ủa rồi cái này để sao nó dính ta? Tấm tử đồ. Mình để tọt vô nó dính không? Nó phải có cái gì nó chạy giữ lại chứ. À có đây nè. Có hai cái cây đó. Que ta nhóc nè. Nó đúng rồi. À cái đó là tấm tử đồ. Vậy là xong đây hả? Cái chữ giường là chữ đồ là gì đó hả? Ừ. Rồi mới để lên là được đó. Rồi. Rồi sao? Vậy thôi đó. Đó. Cái đó không có để nằm nên nó nhẹ. Ừ. Tiếp coi, đọc tiếp ai. Xong sử dụng 6 đai ốc nhựa. Và 6 ốc M35 lắp vào các lỗ có sẵn trên đầu giường. Đâu ra? Có sẵn trên đầu giường, có hình không? Tụi nó có hình không? Trên đầu giường, cuối giường. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy gắn lớp dưới trước, bỏ cái miếng lên mới gắn cái lớp trên thì phải. Này cũng sách rồi, cho em mượn coi. Ê! Chưa xong mà gắt mắt rồi. Ủa sao còn con ốc dài vậy chồng? Ốc gì dư á. Nó đưa dư hả? Dư hay dư hai con hả? Ừ. Phải không? Gáp hồi Hiếu đi. Vậy là còn đoạn này nè, đâu. Kiếm này còn chỗ nào không? Đó chồng. Đây. Ừ. Đúng rồi. Bên kia con nữa, nó gáp ba con nặng chơi cứng á. Mình thì nó dư. Tôi không dư đâu. Ở giữa mặt bên của tấm giường có một lỗ được khoan sẵn nhằm cố định tấm giường. Phải đặt lỗ này phía khung trái sử dụng để cố định tấm giường vào vị trí A. Chết rồi, con ốc này nó khoan bị ấy rồi. Đâu? Nè, không gắn vô được rồi đó. Đó. Không, ở dưới chồng nhìn cái lỗ dưới nè. Nó còn cái miếng gỗ. Nè, con ốc này nè. Con ốc này có xài hay tới không? Ai biết. Ốc này như có xài tới. Nhiều khi sau này mình gã ra. À, nó nhiều khi nó vô cái khớp khác thì nó lại vô đúng không? Ừ, nó phải chỉnh sửa lại. Vậy là khoan gắn ốc trên anh ơi. Để cái miếng đó lên rồi mới gắn ốc trên á. Ở đây nè, có cái quai dưới này nè. Hoặc là lúa. Đây. Hoặc là lúa, hoặc là quê mùa.
Ui. Xin chào em bé. Thấy Hương chưa? Nhìn đây nè. Nhìn đâu trên không vậy? Có gắn cái đồ chơi đó nè. Nọ. Đang nghiên và đang nghiên cứu chéo này lên coi. Sao ta cái chỗ này gắn sao ta? Cái này phải chịu lên đây không? Đúng rồi đó, ba móc lên đó mà. Nhưng mình không có cái móc. Đây khoan cái này người dính vậy. Có không? Người ta có cái đồ móc không nha? Không. Có nhiêu đây hết rồi. Nghiên cứu rồi. Lấy con ốc vít để bắn vô đây, mình tự mình chế cái đồ móc. Không có, để coi rồi. Cái chữ L đó để làm gì vậy? Cái này là cái lục giác, cái đồ để dặn. Yeah. Hết rồi. Tự anh chế. Nhìn trong hình coi. Không có. Rồi cuốn sách rồi. Anh nhìn. Có. Còn cái kia là để trùm cái mùng. Còn cái bàn xay đó là để trùm cái mùng. Anh lật qua bà. Đây nè 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 anh. Bàn xay đó là để trùm cái mùng. Lắp mùng chống mũi thôi. Vậy là cái đồ chơi này. Tự chế hả? Cái này em mua gài mà đúng không? Em mua thêm mà hả? Đúng rồi. Nhưng mà nó có cái chỗ chứ. Nó không có cái lỗ. Này mình buộc con dây riêng rồi. Cột vô quá. Tao còn dây lên mỗi lần chơi móc vô. Đã chưa? Ủa vậy cái niệm đó nó có tấm ga, chồng chắc phải gỡ tấm ga đó giặt mới cho con nằm đó. Hả? Rồi tấm ga nào đâu. Ờ còn cái dán này sao? Cái tấm ga này. Đó đó đó, cái tấm. À tấm ga rời mà phải gỡ ra lột ra. Tấm ga niệm sơ dừa đó, tấm ga đó nè, lột tấm ga ra. Cái niệm cũng cứng không ấy nha. Dành chọn tình thương cho bé. Niệm vô luôn đi em bé ơi. Ê. Ba mua đồ chơi cho em bé kìa, được không ba? Được. Thôi nó chạy nè, cái bánh xe này có gì mình bật ra được nó. Cái gắn mấy cái quay vô. Mấy cái vòng 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 nó. Cái quay gì? Ừ há còn nữa há quên. Nhiều quá quên. Thôi vậy cái giường này để lau cái. Ừ lau đi anh lau. Xong rồi mình đến nhúng khăn anh lau cái thì gắn này vô luôn. Lắc lắc phải không? Đúng rồi. Đó. Này nó thiết kế gì cũng hay chứ. Thử rồi hồi mình lau mình không sao nha. Sợ ngứa còn quá. Còn mới mà sợ ngứa nè. Để lấy miếng lót ra đi. Lấy miếng lót của con đi để lên đi. Nó dặn ốc cứng quá. Dặn cứng thì cho nó chắc. Lấy cái tấm lót của con đi xem. Chờ. Để giờ lấy cho. Cho lên đi nằm chơi thử nha. Để vô phòng luôn. Mình lớn rồi mình đi vòng quanh thế giới. Đã rồi nha. Trời ba con hiền ghê, vô lấy không lấy cái đúng gối. Đúng rồi đó, ra tới đây mới nhớ là quên lấy cái gối rồi. Cho con nằm đỡ, không đỡ đi. Nè ba lót cái gối dưới. Cái gối đó đỡ, ừ đúng rồi. Nó, thử coi. Em bé ơi. Hưng chưa, hưng chưa. Đi chơi nè. Rồi, yêu mà nhé. Ê cái mặt hay nhăn nha. Lần đầu còn bỡ ngỡ. Lần đầu còn bỡ ngỡ à. Chơi á, lắc cái này lắc cái chế độ nó nhẹ, nó không sao. Nó không như cái giỏng vào. Cái giỏng. Em lắc dữ vậy, em lắc một cái mà nó cũng có cái quán tính nó đưa dữ vậy. Buông rồi. Lại. Ê hay à. Nó đưa đều lâu quá chứ. Ôi mẹ Hương. Dạ. Lạ quá hả? Lạ hả? Con chưa chịu mới mốt rồi con khoái trong đây. Rồi mẹ Hương rồi không khóc. Rồi đợi ba lắp xong, ba làm xong rồi mình vô đây mình chơi ha. Đây ba lấy ba lau hết cho nghe. Mẹ Hương. Rồi. Ba lau nữa là xong chứ gì. Ba lau ba gắn cái khung ra nữa. Rồi vậy ba làm đi. Giờ mấy cái này bị giặt hết luôn. Cái đó giặt sớm khô quá chồng. Cái này khô nè. Khô không? Khô. Khô. Để ba làm cho con cái nhà nha. Cái này có cần thiết không? Cái đó thì tại cái mùng. Nhưng mà chắc cũng phải có cần. Khi mình đi ra ngoài mình phải cần. Vậy để vậy luôn hen. Ừ.
Rồi ba dở cái này ba đi giặt, rồi giặt cái kia giặt nữa. Từ món hết. Rồi mấy con ốc nó dẹp lại chồng ơi. Bôi bịch cắt hết lại. Thờ ba mua đồ chơi cho chơi đã quá mà khóc. Nói con. Cái này dán ở đâu? Cái mùng luôn ba. Cái này dán ở đâu? Dán vô cái này trước. Cái miếng đó, đó, đó. Dán ở ngoài cái nào á. À, mẹ Hường thôi thôi thôi. Cái này có ý nghĩa. Ừ. Nó cũng có ý nghĩa gì nè. Thì dán chơi thôi rồi tô màu lên. Ôi vậy đó hả? Thôi vậy thôi khoan dán. Ừ để đi tô. Đi nha, đi chơi nha. Rồi thôi. Đã cho bà đó. Dẹp mấy cái đó mốt thành chế độ khác nữa. Cuối cùng cũng xong rồi cả nhà ơi. Giờ mình sẽ đi lấy cái dĩa nhúng nước mình lau hết tất cả các thanh này. Rồi bao nó lại nữa là xong. Đây là món quà đầu tiên của hai vợ chồng tặng cho em bé nè, mong bé sẽ thích nha. Và clip của hai vợ chồng mình đến đây là kết thúc rồi cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video hai chồng mình ngày hôm nay nha. Mong cả nhà ủng hộ kênh hai chồng mình trong những video tới. Bye bye cả nhà.